Gọi trứng là một trong những cách để kiểm tra chính xác được là con gà còn sống hay đã chết, trứng phát triển như thế nào, và xác định những cái trứng hư, trứng vữa, trứng bị thối. Trong cái kỹ thuật gọi trứng thì đòi hỏi cái người công nhân phải lành nghề cũng như là nhanh tay và quen mắt để xác định cái trứng đó phát triển tốt hay không. Thì một cái trứng phát triển tốt là một cái trứng trong đó có nhiều cái phân, ta gọi vào sẽ thấy những cái con gà phát triển và những cái mạch chỉ máu con gà nó đang phát triển dần đó. Và ngược lại thì những trứng mà không có những cái điều đó thì sẽ là những cái trứng không trứng bị hư, chúng ta phải loại đi. Vậy thì mỗi cái trứng gà mà đến với tay của khách hàng á, thì rồi chúng tôi loại từng trứng kỹ lưỡng như thế này để đảm bảo làm sao chất lượng của trứng được tốt nhất.